Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Bất Lão Thiên Tôn đã hạ hình chiếu của mình xuống nhằm ngăn chặn sinh linh bất diệt tiếp tục làm càn. Tiểu Tháp dự đoán có lẽ trước đây vườn thuốc điều tàn cũng là vì sinh linh bất diệt kia thoát khốn rồi cưỡng ép hấp thụ nguyên khí thiên địa. Sau đó Bất Lão Thiên Tôn tới đây, hắn ta nhất định phải bổ sung thần lực một lần nữa, nếu không thì không gánh được. Bây giờ lại có thêm người tới khiến tình thế của tên kia càng khó khăn. Lúc này tên sinh linh bất diệt đang bị ba người bao vây, lão hòa thượng này đến từ Ngưng Kim Môn, còn người đàn ông trung niên này chính là Bất Lão Thiên Tôn. Ngoài ra còn có ngọn núi đã xuất hiện ở tập trước. Lấy ba đánh một thì không chuột cũng què, tên sinh linh bất diệt biết điều này cho nên quay xe bỏ chạy mới là thượng sách. Ba người bên kia nhất quyết không bỏ cuộc. Đột nhiên, Thạch Hạo nhìn thấy thứ gì đó dưới đống đất đá. Quay sang hỏi thăm thì Đa Thần Thạch lại tỏ vẻ gấp gáp. Đến lúc nào rồi còn quan tâm tới bảo vật, chạy giữ mạng là hơn. Trong khi đó, trên bầu trời vẫn là trận chiến khốc liệt. Sinh linh bất diệt chỉ một mực chạy trốn chứ không có định quay lại phản công, đồng thời còn chạy về phía đám người Thạch Hạo. Điều này làm cho Đa Thần Thạch và Tiểu Tháp há hốc mồm. Đánh không lại thì cũng đừng có dẫn chúng qua đây chứ. Đúng là lấy oán trả ơn. Thạch Hạo chú ý tới thứ được xấu dưới đất. Nơi này được giấu kỹ như vậy, có khi bên trong chính là thánh dược mà phụ mẫu năm đó muốn xin, bọn họ cũng vì vậy mới bị cầm tù tới này, cậu phải đến xem thử. Đa Thần Thạch thấy vậy, liền muốn Tiểu Tháp lên tiếng khuyên nhủ Thạch Hậu, vậy nhưng Tiểu Tháp từ chối. Tiểu tử đó đã nói rồi, toàn bộ nhân quả cứ thêm cậu ta vào, cho nên hắn liền không sợ. Vừa mới đi xuống bên dưới, cả hai lập tức bị một luồng dư chấn đẩy lùi. Đa Thần Thạch dự đoán, dưới này cũng không đơn giản, vẫn nên chuồn đi thì hơn. Thạch Hậu đẩy lùi đợt công kích và không đồng ý rời đi. Bên kia chắc chắn có thứ gì đó đang ở trước mắt, sao có thể đi chứ? Lời vừa mới dứt, Tiểu Tháp và Đa Thần Thạch đã bị ăn ngay đòn tấn công vào mặt khiến cả hai nằm sấp mặt. Thạch Hạo nhắc nhở cả hai cẩn thận, nơi đây có cơ quan nhanh chóng tấn công về phía Thạch Hạo, cậu dễ dàng đỡ đòn. Chỉ một giây sau đó, hàng loạt cơ quan lại xuất hiện thêm, tất cả đều chia mũi tấn công về phía nam chính. Thạch Hạo tranh né rồi phản công đánh tan mọi thứ trước mắt, để lộ ra một cái chậu. Tiểu Tháp cũng tò mò đây rốt cuộc là đồ vật gì. Chắc chắn không đơn giản chỉ là một cái chậu đầu chứ. Thạch Hạo nhận ra đất bên trong chậu hình như có thứ gì đó, dùng chút lực lượng đánh xuống thăm dò, đồ vật bên trong chậu nhanh chóng hiện lên. Không ngờ lại là một cái cây với nhiều màu sắc khác nhau. Khí tức mà nó phát ra chắc chắn không phải là linh thực bình thường. Lẽ nào là thánh dược Bất Lão Sơn trong truyền thuyết, gọi là ngũ nguyên thụ? Tiểu Tháp khẳng định không sai, chính là nó. Nhưng mà ở hạ giới chỉ có thể gọi là ngũ nguyên thảo, lên thượng giới mới có thể lột xác thành cây. Hội tụ vô lượng tinh hoa thần tính, vậy nhưng điều khiến cậu thắc mắc là vì sao trong nháy mắt nó lại lớn lên, rõ ràng mới phá đất mọc lên. Tiểu Tháp giải thích, tên sinh linh bất diệt đó suýt nữa dùng một hơi hút khô nơi này, có lẽ nó vì tự vệ nên mới trốn vào bên trong lòng đất. Nếu như mang thứ này tới thượng giới thì nhất định có thể hóa sinh thành ngũ nguyên thụ, giá trị vô lượng. Thạch Hậu nghe xong điều này cũng nóng giận, năm đó mẫu thân phụ thần vì xin vài miếng lá cây này mà Bất Lão Sơn đã giam giữ hai người. Cuối cùng cũng không nỡ cho. Hôm nay cậu sẽ lấy luôn cả cây đi, cậu nhanh chóng hút lấy cái chậu. Đâu biết rằng bên dưới chậu còn có một phần ngũ nguyên thụ nữa. Nó nổi giận phá hủy cái hàng, buộc cho đám người Thạch Hạo phải chạy ra ngoài trước. Ngoài động đất xa thì trên bầu trời cũng nổi mây đen chớp giật, dị tượng vô cùng khổng lồ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của sinh linh thuần huyết. Hắn nhận ra dị động như vậy không phải tai họa thì là cơ duyên. Bất Lão Thiên Tôn cũng bỡ ngỡ, lẽ nào là tên kia còn có viện binh? Lão già Ngưng Kim Môn thì tự tin cho rằng dù là ai tới thì cũng không thể giúp hắn. Cảm thấy kèo này khó chơi qua, cho nên tên sinh linh bất diệt liền nảy ra một ý tưởng, đó là trước tiên đi tìm viện trợ thoát thân rồi tính sau. Về phần đám người Thạch Hậu, bọn họ đang chật vật thoát ra ngoài. Vừa đi Đa Thần Thạch vừa không ngừng kêu la khiến cho cậu cũng đứt tay. Tuy nhiên con đường thoát ra lại quá xa xôi, không còn kịp thời gian nữa. Thạch Hậu không còn cách nào khác là cầm lấy Đa Thần Thạch ném mạnh hắn xuống bên dưới nhằm tạo ra một vụ nổ đẩy cậu và Tiểu Tháp lên trên. Cuối cùng cũng thành công thoát khốn. Vừa mới lên khỏi mặt đất thì giáp mặt tên sinh linh thuần huyết. Hắn ta nhanh chóng đuổi theo Thạch Hậu. Điều này làm cho Tiểu Tháp cũng giật mình, hắn có lòng tha tên này ra ngoài, ấy vậy mà gã định báo đáp thế ư. Sinh linh bất diệt lên tiếng yêu cầu giúp hắn cản mấy lão già kia 3 ngày, chờ hắn khôi phục nguyên khí, tất có hậu báo. Đa Thần Thạch lập tức có ý kiến, 3 người bọn hắn chơi 3 người bên kia, lại còn cản 3 ngày, kèo này không ổn chút nào, hắn phải lén trốn đi. Lúc này đám người Thạch Hạo đã bị 3 người bên kia chặn lại, lão già cùng Ngưng Kim Môn thì lên tiếng, thì ra viện binh của tên kia lại là mấy người này. Lời vừa mới dứt, không gian đã có dị tượng, một cánh cổng đột nhiên mở ra. Cánh cổng đó chính là Thái Cổ Bảo Giới, đoán rằng chấn động vừa nãy là báo hiệu của cơ duyên, cho nên tên sinh linh bất diệt nhanh chóng lao về chỗ cánh cổng. Lão già Ngưng Kim Môn cảm nhận được linh khí quanh quẩn hư không,
Đây đúng là cơ duyên lớn, cho nên bọn họ cũng nhanh chân chạy tới. Thạch Hạo và Tiểu Tháp cũng lao đi. Ngoài những người ở đây thì còn có sự xuất hiện của đám thanh niên đến từ thượng giới mà Thạch Hạo đã gặp mặt trên đường đi tới Bất Lão Sơn. Vừa đi, cậu vừa hỏi thăm thượng cổ bò dưới là cái gì, ngay cả người của thượng giới cũng bị thu hút. Tiểu Tháp giải thích, nó vốn là không gian tự thành của một phương thế giới. Vậy nhưng sau khi chủ thế giới mới mở trời thì luôn bị chèn ép. Vào thời đại Thái Cổ lại bị đại chiến tác động, cuối cùng ngưng kết thành một phương tiểu thế giới, mà trong đó lại có chứa tàu hóa đại đạo, vì vậy được xưng là Thái Cổ bảo giới. Nói đơn giản là trong đó có rất nhiều bảo bối xịn, nhiều linh vật kỳ chân. Một khi mở ra thì đó là đại tạo hóa và cơ duyên nghịch thiên. Tuy lợi hại là như vậy, nhưng trước đó Thạch Hạo lại chưa từng nghe nói có kẻ chùm sò nào đặc biệt thăm dò thứ này. Tiểu Tháp thẳng thắn cho biết, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cái này cần thời cơ, hắn đoán là lúc Thạch Hạo lấy đi ngũ nguyên thủ, đã vô ý chạm phải cấm chế tự nhiên ở nơi này nên mới mở ra. Ngoài nói chuyện một hồi, hai người cũng đi vào bên trong. Bên trong của thượng cổ bảo giới là một vùng không gian khác, xung quanh toàn núi non. Thạch Hạo cảm nhận được mùi bảo vật ở phía trước, vậy nhưng vừa mới lao đi được một đoạn thì đã bị đám lão già công kích kịch liệt. Sinh linh thuần huyết chủ động muốn hợp tác. Tiểu Tháp biết thừa tên này cũng đang rất không thẳng thắn, bản thân gã còn chưa hồi phục. Nếu như hợp tác thì Tiểu Tháp chính là lấy một địch ba, kẻo lỗi như vậy, hắn không muốn chơi đâu. Tiếp tục bay thêm một đoạn, Tiểu Tháp bất ngờ bị trúng một đòn công kích. Điều này làm cho hắn tức giận, đám lão già này lại dám chơi mình, đã vậy thì hắn sẽ không lường tài nữa. Hắn lập tức tung công kích đáp trả lại, chỉ với một đòn đã khiến lão già ngưng kim môn chật vật. Nhận thấy không ổn rồi, ba người bên kia liền hợp sức kết trận tạo ra một vòng kết giới bao bọc đám người Thạch Hạo và sinh linh bất diệt lại. Tiểu Tháp tức giận, nếu còn dám hỗn sực, hắn sẽ tính sổ sầu. Hắn ra đòn tấn công, vậy nhưng lại không thể làm gì được kết giới. Điều này khiến cho Thạch Hạo cũng kinh ngạc, không ngờ kết giới này lại lợi hại tới như vậy. Nó lại đang không ngừng thu nhỏ, phải mau chóng phá vỡ mới được. Vừa mới nói tới đây, cậu liền cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Vậy nhưng còn chưa đoán được là cái gì đang tiến lại gần, khi Tiểu Tháp đã bị Bất Lão Thiên Tôn đánh cho nằm sấp mặt. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Hắn quay sang phản công, sử dụng ra bảo thuật tấn công về phía lão sang ngưng kim môn. Lão ta cũng không phải dạng vừa, chỉ giơ tay nhấc chân đã có thể đánh tan bảo thuật của Tiểu Tháp. Ngay sau đó, Bất Lão Thiên Tôn chủ động lao lên đánh phủ đầu, tên sinh linh bất diệt lập tức lao ra ngăn cản. Vậy nhưng, không phải đối thủ của Bất Lão Thiên Tôn, kết quả là bị đánh rơi xuống bên dưới. Lúc này Tiểu Tháp cũng bộc phát lực lượng rồi tỏ vẻ nghiêm túc, nếu muốn đánh thì đánh nghiêm túc một trận. Ba người bên kia thấy vậy, liền hợp lực cùng nhau đánh ra một chưởng, hóa giải hoàn toàn công kích của Tiểu Tháp. Điều này làm cho Thạch Hạo cũng phải kinh ngạc, tuy có người khác tường trợ, vậy nhưng kim thân cùng ngọn núi vậy mà có thể đấu với Tiểu Tháp, xem ra cũng quá mạnh rồi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nhất định phải tập trung sức mạnh đánh bại từng người một, như vậy mới có thể tìm được cơ hội phá vòng vây. Cậu lên tiếng kêu gọi sinh linh bất diệt, cho hắn ta biết rằng phải đối phó từng tên một. Trước mắt, tìm biện pháp tạm thời kiềm chế Bất Lão Thiên Tôn cùng với ngọn núi kia lại. Sinh linh bất diệt cho biết, nếu là lúc trước thì hắn không nắm chắc, vậy nhưng bà nãy là hấp thụ linh khí bên trong bao giới này, cho nên có phần nắm chắc có thể giữ chân hai tên kia một lát. Nói rồi, hắn ta liền chủ động lao lên thu hút công kích của Bất Lão Thiên Tôn vào ngọn núi. Sau chút thời gian giằng co thì cũng tạm thời không chế cứng được hai kẻ đó. Chiến trường còn lại là Tiểu Tháp đấu với lão già ngưng kim môn. Hắn ta hóa lớn, sau đó phân tách ra thành từng phần định thủ lão già kia lại. Thạch Hạo không ngờ thực lực Tiểu Tháp lại mạnh như vậy. Sớm biết như thế thì cậu nên nghĩ cách tranh thủ đổi nhiều cơ hội để hắn ta ra tay một chút. Đúng là Tiểu Tháp rất mạnh, vậy nhưng lão già đó cũng không phải tầm thường. Lão biên lớn rồi uy hiếp, sỉ nhục đạo thống của lão. Hôm nay nhất định phải thu phục cái tháp này, làm chí bảo bình khí, từ từ luyện hóa hung tính ngang bướng đó. Thạch Hạo cảm thấy lần này Tiểu Tháp khiến lão ta thực sự tức giận, kết xuống thâm cừu rồi. Hắn ta cho biết không phải chuyện lần này, năm đó đại chiến ở thượng giới. Hắn vì chữa trị bản thân nên đã đoạt một viên xá lợi tử vô cùng quan trọng của ngưng kim môn, làm cho ngưng kim môn kịch biến. Vậy nhưng mà chuyện hôm nay đúng là không đáng để hắn liều mạng. Rất nhanh sau đó, lão già kia cũng xuất thủ đánh ra nhiều trường lực, Tiểu Tháp chật vật chống đỡ. Từ điều này xem ra lão ta đúng là muốn chơi liều mạng rồi. Ở nơi khác, sau một hồi khống chế được đối thủ thì sinh linh bất diệt cũng kiệt sức. Hai người Bất Lão Thiên Tôn nhanh chóng thoát giam, sau đó tiếp tục hợp lực với lão già ngưng kim môn. Có sự trợ giúp, thực lực của lão lên nhanh như diều gặp gió. Lão giáng về phía Thạch Hạo môi trường bàn tay khổng lồ, Tiểu Tháp thấy vậy liền mượn thần thông của Thạch Hạo một chút. Thạch Hạo cảm nhận, một kích này của đối thủ giống như ẩn chứa đại đạo sản dị cùng nguyên thủy chân giải, xung kích như vậy lại không ai bị thương. Cậu sợ mẫu thân phụ thân sẽ bị liên lụy nên yêu cầu Tiểu Tháp mau chóng bảo vệ họ. Còn bản thân thì lập tức bị ba người bên kia bao vây.
đúng lúc nguy cấp đó, Liễu Thần đột nhiên hiện ra. Sự xuất hiện của nàng ta làm cho Bất Lão Thiên Tôn cũng ngạc nhiên. Sau khi xuất hiện, Liễu Thần chỉ nhẹ nhàng khuyên ngăn đám người Bất Lão Thiên Tôn nên quay về thượng giới được rồi. Dứt lời cũng là lúc tập phim khép lại. Video của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé!